Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xế Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch, nhà em mới mua về được cái mẫu xe Nissan Terna nhé. Con này thì màu các bác nhìn rất là đẹp luôn. Màu này rất hiếm ở thị trường và gần như là ở thời điểm hiện tại là không có một ai bán cái màu xe mà đẹp như này. Mà tóm lại là cái màu này, cái màu này thì rất là hiếm luôn. Bác nào mà hợp mệnh, không thích màu trắng và cũng không thích màu đen đấy, thì các bác thích cái màu kiểu màu xanh ngọc này thì các bác có thể chốt chiếc này cho em, đi rất là hợp lý luôn. Và đặc biệt cửa tiền chỉ có 265 triệu đồng thôi. Đây là mẫu xe Nissan Terna sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Mẫu xe này thì là một phân khúc xe, phân khúc hạng D cạnh tranh với Honda Accord, Toyota Camry và Hyundai Sonata. Đấy, ba cái tên em vừa kể cùng đời thì chiếc xe Nissan Terna nó là cạnh tranh thẳng căng luôn. Cái form dáng của nó rất là đẹp, form dáng nó dài, trường xe đi đầm chắc. Và cái số tự động của xe nó là số tự động vô cấp anh em nhé. Nó giống như số tự động của những cái dòng xe Honda City của đời mới bây giờ ấy. Nó không cấp cho nên chạy rất là êm ái. Và anh em trong hội Terna thì người ta đánh giá cái dòng Terna này này, nó chạy nó có cảm giác giống được như những phân khúc xe của Mercedes S-Class. Đó, nó đi vô cùng sướng luôn. Và dòng này vô cùng lành và rất là bền. Đấy, và tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ và chi phí phụ tùng bảo trì bảo dưỡng vô cùng rẻ. Và con này đặc biệt là máy của nó là máy zin, số zin. Đấy, xe vừa về. Máy zin số zin, cái hệ thống đèn pha này là đang cho đánh bóng dở anh em nhá. Về tầm khoảng 3 giờ chiều thì đang cho đánh bóng dở thì đến tối rồi không kịp. Đấy, thì em quay lên sóng luôn để cho anh em nào mà các bác mà đang tìm đúng chân cái dòng xe 5 chỗ sedan phân khúc xe hạng D lành bền tiết kiệm nhiên liệu này thì các bác có thể mua về đi gia đình. Có thể đặt cọc trước cho bên em hoàn thiện xe, bọn em sẽ một là sẽ giao tận nhà, hai là các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng đúng như miêu tả, chốt giá cả xong xuôi thì các bác thanh toán. Giá 265 triệu bao hồ sơ, bao vận chuyển cho anh em trên toàn quốc nhá. Sơn si là không một vết xước. Đấy, keo chỉ zin cả xe và xe không lỗi. Đấy, máy số zin nhá. Máy số zin máy em đang cho nổ ấy. Nhớ cabo này. Tem mát mọi thứ là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Xe không va chạm va quệt cả xe luôn, nguyên zin hết. Đây em sẽ đóng máy lên, đóng cabo lại và để cho anh em xem cái tổng thành về form dáng của em Nissan Terna này. Đây các bạn này, đẹp chưa? Màu cũng đẹp cơ. Đấy, con này đẹp lắm. Xe con này mua được của một bác công an ở tỉnh Vĩnh Phúc nhá. Đây, la răng nguyên bản của xe đây, lốp náp dày cả dàn luôn. Na răng thì bọn em sẽ cho đi sơn lại 4 na răng bởi vì theo năm tháng nó có một số những vết xước răm. Còn đâu là xe là không vết xước soát gì cả. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ thân xe này, những cái chi tiết nẹp mạ chrome vẫn còn rất là sáng bóng. Hệ thống đèn hậu phía sau xe đẹp nừ luôn, không xất xẹo một chút nào cả. Đấy, đèn hậu này đẹp chưa. Đấy, xe các bác nhìn này nó vẫn còn bụi bẩn nhá, nhưng mà đại loại là không xước luôn. Còn đâu gầm bệ của nó thì các bác yên tâm đi, gầm của nó là quá đẹp. Đấy, gầm đây, gầm đây, gỗ bô trắng tinh. À, những cái chi tiết nền sơn xe thì gần như là căng đét đây, các bác có thể nhìn thấy. Nó hơi bẩn nên các bác hơi khó về cái phần nền sơn, nhưng mà khẳng định với anh em con này rửa sạch đi nhìn là căng đét luôn. Nốp náp dày cả dàn và con này nội thất của nó thì rất đẹp so với tuổi đời của xe. Từ năm 2009 nhưng mà cái ghế da nhăn nhé. Nó là nguyên bản nó đã nhăn như thế này rồi, nhưng mà nó còn rất là đẹp. Đấy, các bạn này, phân khúc xe hạng D, trần mọi thứ là trần nỉ nguyên bản hết. Táp ly đây, táp ly là gần như là không có những dấu hiệu xước soát. Bản chất của dòng xe Nissan Terna này không ai để chạy dịch vụ bằng cái chiếc xe này, cho nên là nó rất là đẹp. Ghế chỉnh điện, ghế lái này là nguyên zin nhé, nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện, túi khí, phanh ABS, ga tự động cruise control, điều hòa auto, màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi, số tự động vô cấp. Đó, chăn nắng mọi thứ là nguyên zin hết, ô tô chạy được 14 vạn km. Cốp mở điện này, mở lắp bình xăng điện này, 4 tổng nâng hạ kính điện, gương kính chỉnh điện, cục điện. À, đây, những cái phần này thì bọn em sẽ tháo ra và cho phẩy sơn lại này, phẩy sơn lại cho nó thành màu đen nó đẹp. Đây, những cái da này của nó không xất xẹo gì cả, con này cứng xe,
chung là Tenna mà đời 2009 mà được như chiếc xe này, không va chạm va quệt, máy số zin, gầm bệ chạy chắc nịch, nội thất được đẹp như thế này thì nó cũng là thuộc hạng là quá là ok rồi. Giá 265 triệu đồng nhé, 265 triệu đồng. Cốp kia của xe đây, những chi tiết táp lô này đều là da nguyên bản này, táp ly đây rất là tươi, không có những dấu hiệu gì của sắt xoát sứt sẹo gì cả. Những cái màng loa nó đang bị bẩn này, mai bọn em còn cho dọn nội thất nữa, keo chỉ zin hết, sàn 3D hết rồi. Đó, dòng xe của Đài này tất cả những chi tiết thân xe đều có tem mác, và tất cả những cái chi tiết cánh cửa đều có tem mác hết, tất cả luôn, từ cốp cabo đều có những cái chi tiết tem mác. Hai màn hình phía sau là nguyên bản của xe nhưng mà lên màn hình ở trung tâm rồi cho nên là cũng không sử dụng đến và không dùng đến. Con này về anh em mà chỉ việc đi thôi, bọn em cho spa sạch sẽ chỉ việc đi thôi. 265 triệu bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Máng ráng nước này, máng nước cabo này, keo chỉ này, zin hết các bác nhá. Tem mác đây, con ốc cốp mọi thứ là còn nguyên zin luôn. Đây, đồ đạc, đồ nghề kích, rồi là đồ vặn nốp, mọi thứ là còn đầy đủ nguyên bản. Nốp sư cua dự phòng treo phía dưới đây. Đấy, nốp của nó thì nốp nó không phải là full size, nốp nhỏ thôi. Đây, cốp của Tenna thì rất là rộng nhá, bởi vì nó là phân khúc xe hạng D cho nên cốp của nó rất là rộng. Được chưa? Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến chiếc Tenna đời 2009 nhà em mới về này thì các bác hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Bây giờ em sẽ chụp ảnh luôn, mặc dù xe chưa dọn xong nhưng cũng sẽ chụp ảnh luôn để cho quý vị anh chị và các bạn nào mà chúng ta đang có nhu cầu tìm cái dòng xe 5 chỗ sedan 2 đầu sang trọng lịch sự và tiết kiệm nhiên liệu, máy chỉ có 2.0 thôi, xăng con này chỉ nên quanh tầm 7-8 lít, nó chạy hành trường chỉ 7 lít thôi, đường hỗn hợp tầm 8-9-10 lít để kịch khung. Đó, rất là hợp lý, phù hợp cho tất cả lứa tuổi luôn. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì hãy kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác cùng xem về chiếc xe này nhé. Chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo. Anh em theo dõi kênh thì hãy nhớ cho em xin một nút like để kênh một ngày một phát triển, cũng như là anh em có xe muốn trao đổi thì có thể liên hệ ngay với em nhé.